Hôm nay mình có ghé vô bên này mua đồ. Sẵn vậy á, mình thấy đang có bán strawberry thì thôi mình mua vài cây để mình cho nó đủ bộ sưu tầm. Là mấy lúc trước á mình mua một cây. Bây giờ mình thử thì nó ngọt lắm và nó có bông màu trắng. Nhưng bây giờ thì mình thấy là nó có bông màu hồng nữa nè, pink nè. Đẹp quá ha. Thì mình mua luôn cho nó đủ màu. Xong rồi ở đây mình cũng thấy nó đẹp nữa, là bông màu đỏ giống như bông hồng, nó cũng đẹp luôn. Thì mình có đọc rồi, đọc mấy cái diễn tả ở đây rồi, nó nói là đều cho trái ngon hết á, nó nói vậy á. Nhưng mà có một cái này đặc biệt nha, cái này là nó có bông màu trắng. Mình không muốn mua màu trắng nữa đâu, tại mình có rồi. Nhưng mà khi mình đọc tới cái chữ này thì mình bắt buộc phải mua luôn, là nó là very sweet fruit, rất là ngọt luôn, cái chữ very luôn. Thì thôi mình thử luôn đi. Không thì một chậu nhỏ nhỏ như vậy á, là 4 đồng ha, 4 đồng, 3 đồng 99 cent là 4 đồng. Cái chậu này lớn hơn chút xíu nữa là 4 đồng 6 đó. Thì cũng không có sao, mua chơi ba cái để mấy ngày tới chừng nào có mưa đó, mưa dầm vài ngày tới mình thấy thời tiết nói vậy đó, thì mình sẽ trồng nó vô cái chậu ha. Trồng vô chậu treo, kinh nghiệm là phải trồng chậu treo chứ trồng chậu mà trên đất á, là không được, vì con ốc sên lên ăn á, nó ốc sên thích thích strawberry dữ lắm luôn á. Ok vậy thôi, với lại cái cây sen đá thì mình ngưng đây ha. Vài bữa nữa mình chừng nào có trái nhiều á thì mình sẽ quay nữa. Cái này á, thì mình chỉ quay là mình nói là hiện giờ ở trên bên này có bán nhiều loại strawberry lắm. Cái loại mà mình chọn ra là ba cái loại này đây, màu trắng, hồng và đỏ.